Dục á, đem đi dục á, lấy gì chơi? Hư cái đồ mua như là cái gì vậy đó hả? Đây nè, bấm ở đây nè, bấm ở đây nè, nó hát nè. Bấm bài hát cho con nữa phải không? À, con bẻ cây xương rồng, cái vòng nó hư rồi đó.
nó đâu còn ẹo ẹo nữa đâu. Đồ chơi là con phải giữ gìn cẩn thận, con chơi phải năn niu, đâu có tiền đâu mà mua hoài, biết không? Nói con bé hư nó hết ẹo rồi đó. Để và chú tài xế về kìa. Ông nội về kìa, ra mời ông nội đi. Ông nội đi xe về kìa, mừng ra mừng ông nội đi. Ông nội đi xe về kìa, ra mừng ông nội đi. Đó, ông nội xe về đó, ra mừng ông nội đi. Hết ẹo rồi. Hổm thì dục, hôm nay bẻ. Quá trời cái nết rồi. Rồi mở lật đặt lên đi. Hả? Mở lật đặt lên chơi đi. Mở lật đặt lên, mở con cua lên luôn. Cắt hay gì? Cắt đồ chơi hả? Không chơi nữa hay gì? Trời ơi, cắt kìa. Con chơi không kỹ là mẹ cho em chơi hết nha. Cho em Minh Anh nha. Nói cái gì? Con nói cái gì? Con chơi mà dục vậy hoài. Kìa ông nội về ông quýnh cho mà coi cho nó bậy nha. Nha. Chơi mà chơi không kỹ là mẹ cho em Minh Anh hết nha. Nè, nè lại đưa đây nói chuyện nè. Chơi không kỹ là mẹ cho em Minh Anh hết nha. Mẹ gom hết trơn đồ chơi này cho em Minh Anh hết. Ừ. Thôi mẹ gom cho em Minh Anh hết. Con khỏi chơi nữa. Kìa, ông nội về kìa, mé ông nội đi. Nè, nó bà nội la nó cái la nó cái gì đó hồi nãy không biết nữa, rồi cái nó bẻ con xương rồng luôn, rồi giờ vậy nè, hết uống eo chân luôn rồi. Trời ơi cái nết thôi, nín chưa, nín ngậm miệng lại, nín dứt. Cầm miệng phải ông nội cầm coi thôi chứ cái gì mà la. Ông nội cầm, ông nội sửa cho con, làm gì la dữ vậy hả? Đó, cái miệng nó gãy sống rồi. Trời ơi cái nết kìa. Đến, không có quan ức nè, khóc gì hả? Quan ức dữ lắm hay vậy? Không có quan ức đâu, la là không có quan ức đâu nha. Phanh tay lại, xin lỗi ông nội. Xin lỗi ông nội đi, phanh tay lại, con xin lỗi ông nội. Con xin lỗi ông nội. Không có la chuyện nữa nghe không? Dạ đi. Nghe không? Dạ. Trời ơi.